Trên đời này đâu có gì là không phải trả giá đâu em. Đâu ai cho không ai cái gì bao giờ. Anh sẽ cho em một cuộc sống giàu sang. Đổi lại, em phải quên hẳn cái thằng chồng hờ của em đi. Nếu không thì thằng Mạnh sẽ nằm sâu dưới ba tấc đất. Anh nói với em điều đó rồi mà. Anh dám làm như vậy? Anh dám bắt cóc tôi? Anh còn đòi giết chết chồng tôi? Anh muốn trở thành kẻ sát nhân phải không? Có rất nhiều sát thủ sẵn sàng thay anh làm điều đó. Nhưng vì tình yêu mà tôi làm cũng đâu có gì lạ đâu hết. Tình yêu hả? Anh nghĩ thử đi, đó mà gọi là tình yêu hả? Mà tôi không còn tình yêu nào dành cho anh cả. Người tôi chọn là anh Mạnh chứ không phải là anh. Tôi ghê tởm anh. Nó ngọt không nghe, muốn thô bạo hả? Được thôi, em sẽ được nằm im ở đây mà nghĩ về sự vướng bỉnh của mình, rõ chưa? Cậu nói đi, tôi nóng ruột quá. Bình tĩnh, trong nghề nghiệp của tụi này nôn nóng là điều tối kỵ. Cậu biết là chúng mình đã có số điện thoại mới của thằng Lâm, nhờ người mua căn nhà cũ của hắn, đúng không? Ừ, đúng rồi, sao nữa? Tôi gọi vào số máy đó, hắn không có nghe. Chắc có lẽ là thấy số lạ gọi tới. Vậy là có số máy đó cũng như không. Còng cốc. Lại nôn nóng rồi, tôi đã nói hết đâu. Thôi được rồi, tôi sẽ không ngắt lời cậu nữa. Cậu nói tiếp đi. Qua người mua nhà, tôi biết hắn còn phải tới gặp ông ta để hoàn tất thủ tục sang tên sổ đỏ và nhận nốt số tiền còn lại. Vậy là tụi này cho người giám sát căn nhà đó 24/24. Vậy là cậu đã tóm được hắn, rồi theo chân hắn đến nơi ở mới. Vậy hắn ở đâu? Đưa tụi tôi đó liền đi. Ra cậu cũng có óc phán đoán đó chứ. Sự việc xảy ra cũng gần gần như vậy đó. Sao lại gần như vậy? Cậu nói lẹ đi. Cứ cái lối kể chuyện con tầm nhẽ ra tơ rồi mang tơ đi may áo như vậy, chắc tôi chết vì hồi hộp quá. Gần gần là vì có người mang giấy tờ tới. Nhưng mà người tới không phải là Tùng Lâm, mà là một thằng đàn em của hắn. Nếu đúng đó là đệ tử của thằng Lâm thì cứ theo chân thằng này tới đó thì sẽ tìm ra được thằng chủ chứ khó gì. Nè, hay là cậu vô làm việc ở công ty của tụi này đi. Nè, nếu cậu còn coi người khác là kém thông minh, cứ tiếp tục cái kiểu nói chuyện như vậy á thì đừng trách tôi là thằng bạn thích dùng vũ lực đó nghe. Bộ tính ăn thua với thám tử Tư hả? Dĩ nhiên là tôi có bám riết theo thằng đó. Nhưng rồi... Rồi sao? Tôi mất dấu nó. Chuyện là như vậy. Vậy mà cũng đòi làm thám tử. Bộ ông tưởng làm ngon ăn lắm hả? Sao? Mày nghĩ là thằng đó nó bám đuôi mày? Chắc như bắp. Tôi đâu phải là tay mơ. Có khi nào là lão Sáu theo dõi tụi mình để đòi lại số tiền mà mình đã chơi cô lão không? Tôi nghĩ là sau cuộc dằn mặt của tôi dành cho lão á, lão không dám làm điều đó đâu. Vậy là người của tụi nào?
Bộ anh không nghĩ tới thằng chồng của cô ta sao? Thằng Mạnh hả? Sao mà nó dám chứ? Vì sự si mê em Thư, chuyện gì mà nó không dám làm. Cũng như anh vậy thôi. À, mà vô phòng coi con nhỏ ra sao rồi. Tháo dây trói, tháo băng keo cho nó đi. Ờ, từ nay không cần thiết phải làm như vậy nữa. Nhưng nhớ không rời nó lấy một giây phút nào hết. Ok. Em ăn đi. Không cần phải tự hành hạ mình như vậy. Đau lắm hả? Anh xin lỗi vì đã xử sự với em như vậy. Một phần cũng vì em quá ương ngạnh khi anh không kiềm chế được cơn nóng giận. Với lại mặt khác là lúc này anh đang gặp nhiều xui xẻo trong công việc. Mà dẫu có như vậy, anh cũng không được quyền đối xử với tôi như những ngày vừa rồi. Anh biết là mình đang phạm pháp mà, đúng không? Lâu nay cũng phạm pháp nhiều rồi. Bây giờ thêm một lần nữa, chắc tội cũng không nặng thêm bao nhiêu đâu em à. Nhưng mà vì sao? Vì sao anh không để cho tôi quay trở lại với anh Mạnh? Tôi là vợ của anh Mạnh mà. Vì anh chưa từng chịu thua bất cứ ai trong bất cứ chuyện gì. Và vì anh biết rằng em không yêu nó. Anh sai rồi. Tôi yêu Mạnh. Đúng là ban đầu mọi chuyện giống như anh vừa nói. Nhưng mà cho đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng giữa tôi và anh chưa khi nào có tình yêu cả. Giữa chúng ta chỉ là những đam mê nhất thời, những ham muốn trong khoảnh khắc. Nhưng mà đó không phải là tình yêu. Anh Lâm à, nếu như anh còn nghĩ đến chút gì giữa chúng ta thì xin anh hãy cho tôi trở về với anh Mạnh. Không bao giờ. Em đừng mơ tới điều đó. Ngay cả buông em ra thì em cũng không bao giờ được sống chung với thằng đó đâu. Nhưng ngay cả điều này nữa, anh cũng chưa từng nghĩ tới điều đó. Vì sao vậy? Chẳng lẽ chỉ vì sĩ diện hảo mà anh lại muốn hành hạ, muốn đày đọa tôi như vậy? Đó là điều em nói chứ không phải anh nghe. Như vậy có nghĩa là anh sẽ không bao giờ đối hoài đến những lời cầu xin của tôi. Mọi ý muốn của em sẽ được anh đáp ứng ngay tức khắc, ngoại trừ việc trở về với thằng Mạnh. Anh nghĩ rồi. Anh không cần phải bẩn tay trừ khử nó làm gì. Nhưng anh sẽ làm cho nó thân bại danh liệt, thân tàn ma dại, cho cả nhà nó phải ra đứng nơi đầu đường xó chợ để coi nó còn quyến luyến em, yêu thương em như em từng mơ tưởng hay không. Anh sẽ làm gì? Em không cần biết. Hãy lựa chọn đi. Hoặc là anh với cuộc sống như em hằng mơ ước, hoặc là em sẽ mãi mãi sống trong tình cảnh như vậy cho đến khi nào em chấp nhận anh. Anh phải đi đây. Cứ ngồi đó mà ngẫm nghĩ đi. Nhưng trước hết phải ăn uống để mà sống đã. Lâm, thả tôi ra. Mạnh ơi cứu em. Ba mẹ ơi cứu con. Mạnh ơi. Sao? Nó lẹ đi. Đã tìm ra được nơi bọn chúng nhốt vợ tôi rồi hả? Nói cho chính xác thì đó chỉ là chỗ mấy thằng đệ tử của Tùng Lâm thường tới lui ra vào. Lần nào cũng đem theo đồ ăn hết. Bởi vậy tôi cho là Thư đang bị nhốt ở trong đó. Vậy còn chờ gì nữa? Tới đó liền đi. Ừ. Ông giỡn mặt với dân giang hồ hả? Coi chừng mất mạng như chơi đó. Vậy mình bảo công an đi truy xét. Cứ cho là Thư ở đó thiệt. Nhưng chúng nó đã tiêm thuốc mất trí nhớ cho cổ, khiến Thư trở thành người mất khả năng tư duy tạm thời. Thì làm sao mà khép tội chúng bắt cóc cho được? Vậy bây giờ phải làm sao? Cậu nói cho tôi biết đi, lẹ lên. Chắc chắn phải đột nhập vào trong đó. Nhưng người làm chuyện này đương nhiên không thể nào là cậu. Cậu đã bị chúng nó biết mặt, lại không có kinh nghiệm về thám tử,
Để cậu vô là hư bột hư đường hết. Ai chịu trách nhiệm? Để tụi này tính phương án khác nha. Làm gì các cậu giỏi nghề thám tử lắm vậy? Bám theo đối tượng á thì bị đối tượng cắt đuôi. Khi mà phát hiện ra mục tiêu á thì lây quay mãi không lên được phương án tiếp cận. Vậy là sao? Thì bởi tự đi mà làm lấy, sao còn phải nhờ tới tụi tôi? Coi chừng nha, dục tóc á là bất đạt đó. Nôn nóng quá để tụi nó biết á, nó dám xử tiêu luôn cái con tin á. Đọc báo thấy đầy rẫy chuyện đó chưa? Thôi được, tôi xin lỗi. Các cậu làm gì thì làm đi, nhưng mà chỉ xin lẹ lẹ giùm tôi đang phát điên rồi nè. Ông cứ yên tâm đi. Alo, tôi nghe tiếng Anh. Được rồi, tôi sẽ tới liền mà.